Thôi đừng đừng đừng, đang sang, đang sang. Không, đổi lớn nhìn vẫn sang hơn mà. Ayo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Beauty Club. Thì mình là Trâm. Động lực cho cái sự khán giả của em á, thì em đã đặt nguyên một cái set phụ kiện là cũng là bông cúc luôn á mọi người. Trân định mang cả cây bông cúc đi chơi như sao ấy, đi hát dạo. Dường như nắng đã làm má em thêm hồng. Hey. Đi hát dạo ok đâu. Đây là cái mà em đặt nguyên một cái bộ hoa cúc luôn, một cái set hoa cúc. Thì cái set này á là có giá là 35.600 đồng. Cho mấy món? Cho ba món là bông tai nè, nhẫn với lại dây chuyền. Thì bây giờ em sẽ lấy ra cho cái nhẫn. Đây là bông tai, còn đây là dây chuyền. Thì mỗi món sẽ được đựng trong một cái túi nhỏ như vậy nè. Giờ Trâm review cái nào trước? Em sẽ review bông tai trước. Ok. Thì đây là cái bông tai trong cái set mà em đã đặt. Thì trước tiên á là em cầm lên cái cảm thấy nó rất là nhẹ, và cái màu sắc của cái bông tai này, nói chung là nguyên một bộ này nhìn nó sáng á chị. Nói chung là nó chất kim loại của nó khá là sáng, nhưng mà mấy cái này đeo chỉ được vài hôm thôi là xong rồi nó hung kiểu đúng đen lại. Cái mà em không thích đó chính là cái cây này nè mọi người, nó cong vòng cái đứt bông đúng không, cái đứt bông nó mỏng lét à mọi người. Nhưng mà cái bông này nè, nhìn nó cũng ổn. Bông nhìn đẹp nè. Tiếp theo là cái dây chuyền. Đây là cái dây chuyền mà em đã đặt chung trong kiện xếp một kiện của em. Cái dây sợi dây thì khá là mỏng. Còn nhưng mà được một cái là đúng là cái bộ này nó sáng, đập vô mắt mình liền luôn á. Là nó, cái màu của nó khá là đẹp. Nói chung cái này nó tiện một cái là nếu mà mình muốn đeo riêng á thì mình cũng có thể tháo được cái mặt hoa ra. Đúng để rồi. Mà mình phối với một cái mặt dây chuyền khác, nó cũng khá là tiện. Rồi tiếp theo là cái nhẫn. Đây là một chiếc nhẫn bông cúc. Thì cái nhẫn này thì nó có một cái là mình ví dụ như mà tay của mình bự quá, tay của mình mỏng quá, nhưng mà mình đeo vô nó không vừa thì mình có thể nong ra được. Đó, còn nếu như mà tay của mình nhỏ quá thì mình nong vô được. Cái nhẫn này nhìn nó chắc chắn hơn.
hơn so với hai món mới nãy. Ok, thì nói chung thì em đặt vậy thì em nghĩ cũng ổn á mọi người, với một cái mức giá rất là rẻ như vậy. Tổng thể thì nó vẫn ổn. 35.000 mà được 36.000 đồng là gần 36.000 mà được 3 món là quá rẻ luôn á. Rất là rẻ. Em phải bao nhiêu? Thì chắc là em sẽ Du Di chấm cho cái bộ này là 7 điểm. Thì phụ kiện tiếp theo chị sẽ unbox, đó chính là hai cái kẹp. Ta-da. Thì chị mua hai cây, một loại là ngọc trai và một loại là thường. Thì loại ngọc trai này chị mua với giá là 35.000. Thì với cái giá 35.000 này thì cái nhựa của nó hơi cheap hơn so với cái giá này. Thứ nhất là nhựa nó không có được đẹp mà nó lại còn đính ngọc trai bằng keo á. Nên là nhìn cái nhựa trong á nó sẽ thấy hết mấy cái keo luôn. Đúng rồi. Nó sẽ không có xinh á, với lại là nó bị chày khá là nhiều. Đúng rồi. Nếu mà mình kẹp lên mà mình kẹp trên tóc mình á, mình nhìn từ xa á thì mình sẽ thấy nó rất là xinh, nhưng mà nhìn lại gần á, hoặc là gần hoặc là sờ nó thì mình sẽ thấy nó không có đáng với cái giá mà 35.000. Nói chung thì kẹp này 35.000 là khá là mắc. Còn cái cây kẹp trơn này á thì chị mua với giá là có 15.000 thôi. Thì nói chung là nó cũng là nhựa, nó cũng bị chạy sơ sơ, nhưng mà nói chung nhìn nó đỡ chip hơn, là một phần là tại vì cái màu á nó làm nó không phải là nhựa trong á, nên mình nhìn mình thấy nó chắc chắn, nó sang hơn một tí. Với lại kẹp lên thì nó sẽ hợp với cái màu tóc của chị hơn. Nói chung thì nhìn nó cũng ổn đi ha. Thì chấm chấp nhận được. Cái này 6/10. Còn cái này thì 7/10 đi. Tại vì thì tiếp theo Nhung với Trân sẽ unbox hai món phụ kiện cuối cùng trong bộ sưu tập thu đông. Vừa sưu tập thu đông nghe ghê quá. Thì đó là hai chiếc kính. Đâu thì của Nhu á thì nó chỉ có như vậy thôi, còn của Trân thì nó xịn hơn, nó có nó cả có bao luôn, cái bao, cái hộp này kia, túi xốp, nhìn cũng rất là xịn xài. Đúng mọi rồi người. Em mua bao nhiêu chứ? Không mà giá chứ, đi em mua bao nhiêu? Em mua 85.000. Không, thật ra á là tại vì em thích kính Gentle Monster, nhưng mà em không có tiền, em không có tiền mua cho nên là em mua kính pha kia mà hình như được giảm 10.000. Đúng, chính xác, còn 75.000 thôi mọi người. Đúng rồi, còn cái kính của chị chỉ có 22.000 thôi. Tại vì không có hiệu trên. Đúng rồi, kính không hiệu, kính no name, no brand. No name, no brand. Để cho mọi người xem 22.000 mà mình cũng như thế này. Nói chung là nhìn cũng ổn, cũng khá là chất chơi người chơi. Đẹp không? Chị không nhìn, chị chưa đi từng đeo cái kính này luôn. Thì cái kính này nói chung là 22.000 thì mình cũng không có dám đòi hỏi gì nhiều. Nói chung nhìn thì mấy bạn sẽ thấy là nó xịn xịn đúng không? Nhưng mà thật ra là cái nhựa của nó cũng không có được xịn lắm. Chung thì nhựa này thì nói chung với cái kiến, mấy cái giá đó thì mình nghĩ nó cũng okay. Chung, hợp lý cho mấy cái kính này. Cái chọc kiến thì nó cũng không có được ấy lắm. Nói chung là nó cũng mỏng á. Còn cái này thì nó còn bị lem với da màu. Nó hơi bị có màu nhẹ trên cái mặt kính á, nếu mà mọi người quay cận á mọi người sẽ thấy. Nhưng mà nó cũng khá là đẹp. Nói chung là đeo lên nhìn sang. Nói chung chị sẽ chấm cho cái kính này là 7/10 thôi. Ok, còn bây giờ thì em sẽ unbox cái kính trên Gentle Monster, kính của chính này nha. Nói chung thì đóng gói cũng rất là kỹ. Em trong đây cần cái gì? Có, ở trong đây có một cái đồ lau kính đó mọi người. Đúng là giá 85.000 chứ cái này nó có cái này thôi à. Ok, kính mấy chị mới bóc ra, ở trong đây tặng dấu vân tay nè mọi người. Ý là em mới vừa bóc ra em cũng kiểu hơi kiểu bất ngờ một xíu đó. Nói chung là em bất ngờ là vì cái kiến nó không có như em mong đợi. Em mong đợi sao? Em mong đợi sao với một cái kính giá 85.000 mà còn là hàng pha ke trên tổng Monster nữa. Ý là em cũng mong đợi là cái kiến pha ke nó sẽ giống cái kiến riêng một tí. Thì nói chung á là trước tiên á thì mình cầm cái kính lên nó rất là nhẹ. Thường thì cái kính rim thì nó sẽ nặng hơn một tí. Với lại ở đây á thì cái dòng chữ Gentle Monster ở phía bên này nè mọi người. Thì hình như là nó có vẻ như là cái phông chữ của nó thì nó nhỏ hơn so với lại cái phông chữ gốc của nó nhẹ. Nói chung là kính rim nó khác ở đâu thì kính phát nó cũng khác đi vậy. Mà được cái bị cái nó không có cái phông chữ của nó không có được đẹp thôi. Chỉ có 85.000 thôi mà. Wow, look so fashion. Look so fashion. Nhìn này có giống trendy vậy mọi người. Do em giống trendy lắm luôn á. Ok, bao nhiêu điểm? Cái này á hả? Thì với cái mức giá 85.000
cho phần packaging và cũng như là cái nhựa của nó cũng chắc lắm. Cái nhựa của nó thì không, em thấy của chị có vẻ chắc hơn á, chị chắc hơn, của chị chắc hơn so với cái kiến này. Thì cái này thì em sẽ chấm cho nó là 6.5 thôi mọi người. Sao điểm rưỡi thôi. Thôi nhưng mà không sao, nói chung là cũng ổn mọi người. Nói chung là thành quả hôm nay cũng khá là ok. Nói chung là cũng thành công. Người ơi, Như lại có một món chưa gỡ mọi người ơi. Tại xíu. Ủa, sao mọi người gọi thiệt hả chị? Ồ, sao mình gọi thiệt? Rồi, món cuối cùng mình vừa mới nhận được luôn, nóng hỏi cho ra lò. Đó là bằng đường. Mình nghĩ ta đi đặt con vô này luôn. Em thấy nó cũng hợp hợp. Cái bánh gì, nó dễ thương. Đợi ra coi giống công chúa không? Má xíu ngang liền luôn mọi người. À không, cái này cũng nhìn cũng được. Dễ thương đúng không? Ừ. Hợp với màu tóc gì không? Nhìn cũng được. 16.000 á. Nhìn cũng được, đỡ hơn cái nón 54.000 của chị Nhung. Không, cái thì cái này á là nó làm bằng vải von lưới. Nhưng mà vải von này dày lắm luôn á, xịn lắm luôn á, 16.000 thôi á. Cái màu nó cũng dễ thương đó mọi người. Nó là màu dưa hấu. Dưa hấu. Màu này cũng khá là xinh. Mặc mấy bạn mà muốn phối với cái này á, mặc đầm á, kiểu nữ tính á, dễ thương lắm luôn á. Thì cái này chấm bao nhiêu điểm ta? 8/10. Đúng rồi. Chị thấy là cái chốt á nó kiểu xịn, xịn sò. Với lại cái không, nếu mà mấy bạn nhìn kỹ ở trong này nha, cái cây cài ở trong này nó cũng là bằng kim loại luôn, chứ không phải là cài nhựa đâu. Nói chung là đội lên nó chắc cái đầu mình lắm. Nói chung là nó cũng không có bị lỗi gì nữa. Với lại mùa đông á, đội cái này lên siêu xinh luôn, mặc mấy cái măng tô á, xong rồi mình đội lên như cô bé mà từ nước ngoài trở về á, về Việt Kiều Mỹ Tho. Thì tổng kết lại buổi shopping haul ngày hôm nay, tụi mình tốn tầm 295.000 cho 10 món đồ. Thì với cái giá đó nó cũng khá là hợp lý, nó hời á. Nói chung á thì trong cái haul lần này á là tất cả những cái món đồ đó thì mình đã được free ship hết luôn rồi. Cho nên là không có tính tiền ship vô nữa. Đúng rồi, có cái mắt kính của chân lại còn được giảm 10.000. Đúng rồi, được giảm 10.000. Nói chung 10.000 cũng là giảm nha mọi người. Đúng rồi, cũng là tiền 10.000 trên Shopee là mua được cái bông tai khác luôn. Chính rồi đó. Thì đó, còn nếu mà các bạn muốn tụi mình làm chủ đề shopping haul về Unbox cái gì nữa thì tụi bạn, các bạn cứ comment bên dưới, tụi mình sẽ làm cho các bạn xem. Và nếu rồi và các bạn cũng đừng quên đó là cho tụi mình một like, một subscribe, cũng như là nhấn cái chuông ở cái bên để mình nhận được những thông báo bổ ích từ Beauty Club. Đúng rồi. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Mày biết mấy cái kiến mà xong nó gắn cái mũi á, mày giống mấy thằng nào